Xin kính chào anh chị em. Mình xin giới thiệu đến anh em chiếc đồng hồ dành cho nam, khá là dày, to, để bắt đai khoảng độ 22 mm, mặt hình oval. Chiều này là 46,5, chiều này nếu tính cả tai là 45. Kính của đồng hồ cong theo cườm tay, số chỉ giờ Latin to, được mạ anh kim, mặt số lòng vàng vân ánh sáng, vỏ thép mạ chrome niken. Đây là chiếc đồng hồ BN101 của Accutime Oscor thương hiệu Hoa Kỳ, chạy máy quắc. Đây, chiếc đồng hồ chúng ta khi vào tay nó thế này. Xem nào. Đấy. Tay mình chỉ cỡ 17,2 nên đeo có vẻ là hơi to. Đấy. Anh em nào có cái tay to hơn một chút thì mình nghĩ đeo nó sẽ hợp lý hơn. Đây, chiếc đồng hồ chúng ta đây.